Hẳn là không ít người cảm thấy mệt mỏi mỗi khi những dịp nghỉ lễ là sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài lại rơi vào tình cảnh quá tải trầm trọng cả bên trong lẫn bên ngoài, khi mà hàng ngàn người từ khắp nơi ùn ùn đổ về, từ kẻ đón đến người về từ trong và ngoài nước. Đặc biệt là trong những ngày cận Tết, sân bay từng đón hơn 1.100 chuyến bay, trong đó thì không ít chuyến bị chậm trễ, khiến nhiều hành khách phải ngồi la liệt, bực bội và vật vã để chờ đợi được check-in lên máy bay. Ngành đường sắt và vận tải hành khách cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, khi phải chào thua trước cảnh nhiều nhà ga, bến xe chật ních người xếp hàng mua vé, đợi lên xe, lên tàu. Tại những nút giao thông, cửa ngõ thì cũng gặp tình trạng kẹt xe kéo dài, ùn ứ nghiêm trọng, khiến nhiều người phải ngán ngẩm. Và giữa áp lực vận tải khủng khiếp như vậy, thì việc xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam trở thành một dự án cực kỳ cấp bách. Dự án này không chỉ là giải pháp cho tình trạng ách tắc giao thông trong dịp lễ Tết, mà nó còn là cơ hội để Việt Nam chuyển mình, nâng cao bộ mặt kinh tế xã hội cho cả nước trong tương lai. Chào mừng đến với Battlecry. Từ những kế hoạch đầu tiên đến dự án đáng mong đợi. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam được Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất chủ trương đầu tư toàn tuyến tại Hội nghị Trung ương 10 vừa qua. Nó đã mở ra một tương lai về việc người dân có thể dễ dàng di chuyển qua các tỉnh thành chỉ với 5 đến 6 tiếng đồng hồ. Người dân sẽ không còn sợ tình trạng phải ngồi ê mông trên các chuyến xe khách hay những thủ tục loang ngoang tại sân bay nữa. Thế nhưng để đi tới quyết định đầu tư, dự án này đã phải chờ đợi mòn mỏi trong suốt 18 năm mới có thể được triển khai. Kể từ năm 2006, trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đạt được một bước ngoặt quan trọng khi chính phủ Nhật Bản tuyên bố cam kết tài trợ cho 3 dự án phát triển cơ sở hạ tầng lớn ở Việt Nam. Trong đó thì có dự án tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đây được xem là một dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa hạ tầng giao thông của Việt Nam, mở ra một tầm nhìn mới cho sự phát triển kinh tế của quốc gia. Theo các thỏa thuận ban đầu, kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam dự kiến sẽ được khởi động vào năm 2010 và hoàn thành vào năm 2020 với tổng mức đầu tư lên tới 33 tỷ đô. Tuyến đường sắt này sẽ kéo dài 1.630 km, nối liền hai đầu đất nước từ Hà Nội tới thành phố Hồ Chí Minh và được kỳ vọng sẽ trở thành xương sống của mạng lưới giao thông hiện đại của Việt Nam. Mô hình dự kiến này được thiết kế dựa trên công nghệ của Nhật Bản với các nhà ga cách nhau từ 30 tới 35 km, tổng cộng lên tới 51 ga dọc tuyến đường. Và khi đi vào vận hành, tuyến đường sắt cao tốc này sẽ hoạt động với từ 50 tới 90 chuyến tàu mỗi ngày, giúp kết nối các vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên thì mặc dù những dự án như vậy đã được chính phủ và người dân Việt Nam kỳ vọng, nhưng việc triển khai thì lại không hề đơn giản. Từ năm 2007 đến năm 2010, đã có hai đề xuất cho dự án này được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đưa ra. Đầu tiên là phương án đề xuất xây dựng đường đôi với khổ 1.435mm và để chạy tàu khách với tốc độ thiết kế lên tới 350km/h. Thế nhưng vấn đề nảy sinh đó là hạ tầng đường sắt của Việt Nam lúc bấy giờ, vốn được xây dựng từ thời Pháp thuộc, đã chịu nhiều tổn thất từ chiến tranh. Và dù được nâng cấp nhiều lần nhưng vẫn còn khá lạc hậu. Toàn bộ hệ thống là đường đơn với khổ 1.000mm, điều hành phức tạp và thường gặp tình trạng quá tải vào các dịp lễ Tết. Việc chuyển đổi từ đường đơn sang đường đôi đòi hỏi sự đầu tư khổng lồ về cơ sở hạ tầng, về công nghệ và đào tạo nhân lực. Vậy là phương án này không khả thi, nhưng vẫn được Bộ Giao thông Vận tải bảo lưu. Đến lần thứ hai diễn ra, từ giai đoạn 2008-2009, với đơn vị lập là Liên danh Tư vấn Việt Nam-Nhật Bản, chủ đầu tư vẫn là Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, thì bản báo cáo này đã xác định đầu tư cả tuyến đường sắt cao tốc từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh với chi phí là 55,8 tỷ đô. Đây là số tiền đã tính hết các chênh lệch về giá, vật liệu và nhân công. Tuy nhiên thì đây là một mức đầu tư rất lớn, với chi phí cho mỗi km đường tàu dao động từ 35 triệu đến 38 triệu đô, tương đương với chi phí cao nhất có thể đạt tới là 62,3 tỷ đô la. Điều này thì sẽ khiến thời gian đầu tư bị kéo dài và sẽ mất rất nhiều năm để thu hồi vốn. Bên cạnh đó là số tiền đầu tư này có thể kéo theo gánh nặng nợ công trong bối cảnh đất nước vẫn còn nhiều dự án khác cần ưu tiên. Dù vậy thì vào tháng 3 năm 2010, đề xuất trên vẫn vượt qua được vòng phê duyệt
của Hội đồng Thẩm định Nhà nước và sau đó thì được Bộ Chính trị tán thành. Tuy nhiên thì khi dự án được trình bày ra trước Quốc hội vào tháng 5 năm 2010, rất nhiều câu hỏi được đặt ra về tính hợp lý và tính khả thi của nó. Quốc hội đã phải xem xét không chỉ về mặt tài chính mà còn về các yếu tố xã hội và kinh tế dài hạn của đất nước. Tuy nhiên thì lúc này, dự án vẫn được đánh giá là còn sơ sài và chưa giải quyết được vấn đề vốn đầu tư cũng như chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam. Vậy là trong số 439 đại biểu Quốc hội có mặt, chỉ có 185 đại biểu tán thành, 208 đại biểu không tán thành và 34 đại biểu không biểu quyết. Số phiếu tán thành là dưới 50%. Quốc hội cuối cùng đã không thông qua dự án. Và kết quả là siêu dự án này rơi vào tình trạng bỏ ngỏ và tiếp tục cần nghiên cứu thêm. Sau cái lắc đầu đó, trong suốt giai đoạn 2011-2019, dự án được tiếp tục nghiên cứu. Và cuối cùng thì sau nhiều lần nghiên cứu, cơ quan này đã đưa ra phương án đường sắt tốc độ cao chạy 350 km/h và chỉ để chở khách. Thế nhưng, khi đưa ra phương án này trình lên chính phủ vào đầu năm 2019, phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư lại đưa ra nhiều góp ý phản biện, cho rằng đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam với tốc độ 250 km/h chạy kết hợp cả tàu khách và tàu hàng, vừa tiết kiệm, giảm được chi phí đầu tư, vừa phù hợp với điều kiện đất nước và đạt hiệu quả về khai thác hơn là phương án chạy 350 km/h và chỉ để chở khách. Và kể từ đó thì những cuộc tranh luận nảy lửa giữa các cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học và cả người dân về tốc độ tàu chạy chỉ để chở khách hay chở cả hàng đã gây xôn xao trên mạng một thời gian dài. Sau đó thì Bộ Giao thông Vận tải đã xây dựng thêm kịch bản thứ ba là tuyến đường sắt tốc độ thiết kế 350 km/h, khai thác tàu chở khách nhưng có thể dự phòng cho chở hàng khi có nhu cầu. Lý giải cho việc chọn phương án này, Bộ Giao thông Vận tải cho biết tốc độ tàu chạy 350 km/h phù hợp với các tuyến đường dài từ 800 km trở lên, tập trung nhiều đô thị có mật độ dân số cao như hành lang Bắc Nam của nước ta. Ngoài ra thì trên chặng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tốc độ 350 km/h có khả năng thu hút khách cao hơn khoảng 12,5% so với tốc độ chỉ 250 km/h. Chi phí đầu tư tốc độ 350 km/h cao hơn tốc độ 250 km/h khoảng từ 8-9%. Tuy nhiên, nếu đầu tư với tốc độ 250 km/h thì việc nâng cấp lên tốc độ 350 km/h sẽ là khó khả thi và không hiệu quả. Và khi dự án chuyển sang kịch bản mới với tốc độ 350 km/h thì chi phí đầu tư được ước tính lên tới 67 tỷ đô la. Và đến đây là bài toán kinh tế lại được đặt ra. Tiền đâu để đầu tư? Việt Nam có thể tìm kiếm nguồn vốn từ bên ngoài với các đối tác như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Tuy nhiên, việc vay vốn từ bên ngoài có thể đi kèm với các điều kiện khắt khe và những bài học đau đớn từ các dự án trước đó. Và sau những tính toán, Việt Nam sẽ tập trung vào việc vay từ các ngân hàng quốc tế và các nguồn vốn ODA đáng tin cậy và tăng thu, tiết kiệm chi, hạn chế hết mức có thể nguồn vốn từ Trung Quốc để xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam. Và vậy là sau 18 năm dài đằng đẵng, nâng lên, đặt xuống, thì giờ đây chúng ta đã có thể mơ về một tương lai có thể vi vu trong cả nước bằng tàu cao tốc, ăn sáng ở Hà Nội, ăn trưa ở Thành phố Hồ Chí Minh và ăn tối ở Vũng Tàu. Tạo sức bật cho kinh tế Việt Nam. Đường sắt cao tốc Bắc Nam đang được kỳ vọng là một trong những dự án cơ sở hạ tầng đột phá và đầy hứa hẹn cho Việt Nam trong thời đại hiện đại. Không đơn thuần chỉ là một tuyến giao thông kết nối các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, dự án này còn mang trong mình sứ mệnh lớn lao là động lực thúc đẩy nền kinh tế quốc gia. Hãy nhìn sang Trung Quốc, quốc gia có tuyến đường sắt dài nhất và có tốc độ vận hành nhanh nhất thế giới với 46.000 km. Tuyến đường sắt này có mạng lưới bao phủ rất đáng nể. Nó bao phủ 75% các thành phố có dân số hơn 500.000 người trên khắp Trung Quốc. Mạng lưới này đóng một vai trò không nhỏ cho sự phát triển của toàn nền kinh tế Trung Quốc. Nhờ có mạng lưới đường sắt này, nó đã giúp cho người dân rút ngắn đáng kể không gian và thời gian di chuyển giữa các tỉnh thành. Thời gian di chuyển giữa Bắc Kinh và Thượng Hải được rút ngắn xuống còn 4 tiếng 18 phút, chỉ bằng khoảng 1/3 thời gian so với khoảng 12 tiếng di chuyển bằng xe lửa như trước kia.
Với việc rút ngắn thời gian di chuyển, người dân đã bực mở ra nhiều cơ hội về việc làm, khi có thể ở thành phố này và đi làm ở thành phố khác một cách dễ dàng hơn. Bên cạnh đó thì đường sắt cao tốc cũng tăng cường trao đổi kinh tế giữa các khu vực, thu hẹp khoảng cách phát triển chênh lệch giữa thành thị và nông thôn. Ngoài ra thì nhiều đô thị được quy hoạch xung quanh các ga đường sắt cao tốc, thì giá trị bất động sản ở những nơi này cũng sẽ tăng khoảng 10,3%. Mạng lưới đường sắt của Trung Quốc còn giúp cho ngành công nghiệp sản xuất phát triển, tạo động lực mới cho nền kinh tế Trung Quốc. Một ví dụ điển hình là tuyến đường sắt cao tốc Quý Châu-Quảng Châu được hoàn thành vào năm 2014 và GDP của tỉnh Quý Châu đã tăng lên vô cùng đáng kể. Trong giai đoạn từ 2014 đến 2019, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của tỉnh đạt trung bình trên 10%, cao hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước. Hiện tại thì ở Việt Nam, hành lang Bắc Nam đang là trục xương sống của cả nước, kết nối hai đô thị lớn, 17 đô thị loại 1 với quy mô dân số 500.000 dân. Ngoài ra thì tuyến này sẽ đi qua 23 ga, trải dài các tỉnh thành phố từ Bắc vào Nam, bắt đầu từ ga Ngọc Hồi, Hà Nội và kết thúc là ga Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh, gặp núi xuyên núi, gặp sông bắc cầu qua sông. Với chiều dài khoảng 1.541 km, đường đôi khổ 1.435 mm, được điện khí hóa và đạt tốc độ là 350 km/h khi vận chuyển người và hàng hóa. Nó sẽ rút ngắn thời gian di chuyển chỉ còn từ 5-6 tiếng, chứ không còn phải ngồi ê mông đợi dài cổ 30 tiếng đồng hồ trên xe khách nữa. Và nếu đi vào hoạt động, tuyến đường này còn hứa hẹn sẽ tiết kiệm thời gian đi lại cho hành khách với giá trị ước tính khoảng 2 tỷ đô la, đồng thời giảm thêm chi phí đi lại cho toàn xã hội khoảng 6,5 tỷ đô la vào năm 2050 với mức giá vé chỉ bằng khoảng 3/4 so với giá vé máy bay, mà người dân đã có thể trải nghiệm phương tiện tiên tiến nhất, không cần phải lo lắng các thủ tục check-in lằng nhằng. Với việc giảm thời gian di chuyển xuống chỉ bằng khoảng 1/5 so với hiện tại, lượng hành khách du lịch trong nước và quốc tế cũng dự kiến là sẽ tăng lên đáng kể. Không chỉ sử dụng để chở khách, tàu còn được sử dụng để chở hàng khi cần thiết, kích thích hoạt động mua bán và thương mại trong nước. Nhiều chuyên gia thị trường thì nghiên cứu rằng nếu tăng 1% hiệu suất vận tải hàng hóa bằng đường sắt thì có thể giúp GDP quốc gia tăng thêm khoảng 0,5% mỗi năm. Đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ đóng vai trò như một huyết mạch quan trọng, kết nối các đô thị lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và thành phố Hồ Chí Minh, tạo ra một mạng lưới giao thông mạnh mẽ, giúp Việt Nam dễ dàng hội nhập vào thị trường khu vực và toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở vai trò là phương tiện vận chuyển hiện đại, tuyến đường sắt cao tốc này còn là một đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế vùng. Khi thời gian di chuyển giữa các khu vực trọng điểm được rút ngắn đáng kể, các địa phương có tuyến đường sắt chạy qua dự kiến cũng sẽ thu hút được hàng tỷ đô la vốn đầu tư vào các ngành công nghiệp như chế biến, chế tạo và logistics. Một ví dụ điển hình là dự án đường sắt cao tốc của Đài Loan. Khi hoàn thành vào năm 2007, nó đã làm tăng 9,3% tổng vốn đầu tư vào các tỉnh dọc tuyến đường sắt này chỉ sau 3 năm. Và Việt Nam hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một kịch bản tương tự khi tuyến đường sắt Bắc Nam đi vào hoạt động. Đây sẽ là bàn đạp hoàn hảo cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics, giúp họ dễ dàng tiếp cận với một thị trường rộng lớn hơn. Điều đặc biệt đó là tuyến đường sắt này sẽ đóng góp rất lớn vào việc thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực đô thị và nông thôn. Các vùng nông thôn và các khu vực xa xôi sẽ có cơ hội tốt hơn trong việc tiếp cận các nguồn vốn đầu tư, các công nghệ tiên tiến và thị trường tiêu thụ rộng lớn. Theo một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, mỗi đô la đầu tư vào hạ tầng giao thông có thể tạo ra ít nhất là 5 đô la giá trị kinh tế dài hạn cho các khu vực phát triển chậm. Đường sắt cao tốc Bắc Nam dự kiến sẽ là lời giải hiệu quả cho bài toán logistics hiện đang rất khó khăn, phụ thuộc chi phí nhiều vào giao thông đường bộ và đường biển. Với tốc độ vận chuyển hàng hóa ổn định và nhanh chóng, chi phí logistics có thể giảm từ 10% đến 20%, giúp các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Và đây cũng là cơ hội để Việt Nam trở thành trung tâm logistics quan trọng trong khu vực Đông Nam Á. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam không chỉ tạo ra hàng trăm ngàn việc làm trực tiếp trong quá trình xây dựng, mà còn mở ra nhiều cơ hội về việc làm gián tiếp trong các lĩnh vực liên quan. Theo ước tính của các chuyên gia, chỉ riêng giai đoạn xây dựng, nó có thể tạo ra hơn 150.000 việc làm mới.
trong khi giai đoạn vận hành và bảo dưỡng sẽ cần tới khoảng 20.000 nhân sự có tay nghề cao. Đồng thời đây cũng là cơ hội để lao động Việt Nam tiếp cận với các công nghệ xây dựng và vận hành tiên tiến từ các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc. Giá trị bất động sản tại các khu vực gần các nhà ga cao tốc dự kiến cũng sẽ tăng vọt lên khi tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam được đưa vào hoạt động. Theo kinh nghiệm từ các quốc gia như Nhật Bản và Hàn Quốc, giá đất xung quanh các nhà ga đường sắt cao tốc có thể tăng từ 30% đến 50% trong vòng 5 năm đầu tiên. Và điều này không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho các nhà đầu tư, mà còn làm tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội bền vững. Hơn nữa, với mục tiêu Net Zero vào năm 2050, thì đường sắt cao tốc là giải pháp vận tải thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng, góp phần làm giảm thiểu lượng khí thải carbon. Siêu dự án này cũng đang mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước, khi mà Bộ Giao thông Vận tải ước tính việc đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ tạo ra một thị trường xây dựng trị giá khoảng 33,5 tỷ đô. Điều này khiến nhiều ông lớn đã bày tỏ mong muốn tham gia vào siêu dự án đường sắt tốc độ cao này. Đầu tiên là ông lớn của ngành giao thông, Tập đoàn Đèo Cả. Tập đoàn Đèo Cả được mệnh danh là vua hầm khi một thập kỷ vừa qua đã xây dựng hơn 22 km hầm đường bộ, cùng với đó là 275 km đường cao tốc quốc lộ, 6 cây cầu lớn và quản lý 15 trạm thu phí với tổng mức đầu tư là 100.000 tỷ đồng. Hiện nay thì Đèo Cả cũng đang tham gia vào các công trình giao thông quan trọng khác như một số gói thầu của dự án cao tốc Bắc Nam. Là ông lớn của ngành giao thông đường bộ, nhưng đường sắt cao tốc thì lại là lĩnh vực còn khá mới mẻ của tập đoàn này. Do đó đều có thể đảm nhiệm được một số dự án của thành phần đường sắt cao tốc Bắc Nam. Tập đoàn Đèo Cả chắc chắn cần phải trau dồi nhiều hơn và có sự giúp đỡ của các bên liên quan để có thể đảm nhiệm được dự án này. Tiếp theo là tập đoàn Hòa Phát. Tập đoàn này bày tỏ mong muốn được tham gia đấu thầu cung cấp thép cho dự án và khẳng định rằng tập đoàn có đủ năng lực để thực hiện. Điều này thì dựa trên sự tự tin trong giai đoạn 2 của khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát, Dung Quất 2 sẽ có khả năng sản xuất thép đặc biệt, chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn làm đường ray cho dự án đường sắt. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã không bỏ lỡ cơ hội khi đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương thành lập liên doanh phát triển công nghiệp đường sắt với các đối tác nước ngoài. Trong đó thì có Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giữ tỷ lệ vốn góp chi phối. Bên cạnh các đối tác quốc tế thì Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng mở gọi các đơn vị cơ khí chế tạo trong nước tham gia vào liên doanh đặc biệt này. Chính phủ cũng đã mở rộng cánh cửa chào đón và tạo động lực để các doanh nghiệp tư nhân trong nước có tiềm lực tham gia vào siêu đại dự án này. Động thái này thì cũng khuyến khích các doanh nghiệp trong nước vốn đã ấp ủ ý định và quyết tâm tìm hiểu về công nghệ, quy trình, gửi người đi đào tạo, tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước cùng chí hướng để đầu tư. Dù chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, thế nhưng với quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ, chúng ta hoàn toàn có thể mơ về một ngày không xa khi có thể băng qua giải đất hình chữ S chỉ trong khoảng 6 tiếng trên những phương tiện hiện đại bậc nhất. Khi đó thì chúng ta sẽ không còn phải ngưỡng mộ hay ghen tị với những hệ thống giao thông tốc độ cao của Hàn Quốc hay Nhật Bản nữa.